Sự cố ở Tam Tiêu Động tại Nga Mi Sơn, thần linh có thật sự báo thủ khi bị xúc phạm hay không? Năm 1929, một vụ thảm án xảy ra tại Tam Tiêu Động ở Nga Mi Sơn. Trong động xuất hiện một con rồng lửa khiến 76 người hành hương thiệt mạng tại nơi linh thiêng của Phật giáo. Cảnh tượng vô cùng kỳ quái, khuôn mặt những người thiệt mạng đều biến dạng một cách đáng sợ. Liệu đây chỉ là trùng hợp hay là sự trừng phạt của thần linh? Ngày hôm nay, hãy cùng chuyện âm dương tìm hiểu về sự cố này. Nga Mi Sơn là một trong bốn ngọn núi Phật giáo nổi tiếng của Trung Quốc, là đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền. Trên núi có rất nhiều ngôi chùa và hàng năm thu hút rất nhiều tín đồ đến thắp hương và cầu nguyện. Thương truyền rằng, phía sau cửu lão động của Nga Mi Sơn là nơi tu luyện của ba vị tiên nữ trong phong thần bảng, Tam Tiêu Nương Nương. Tuy nhiên, ít ai biết đến và không ai dám lại gần nơi này. Tam tiêu động thờ ba vị tiên nữ là Vân tiêu nương nương, Hùng tiêu nương nương và Bích tiêu nương nương. Pháp lực của họ mạnh đến nỗi, ngay cả nhị lăng thần và na cha cũng phải kiêng rẻ vài phần. Và cả Khương Tử Nha cũng không phải là đối thủ của họ. Cuối cùng Khương Tử Nha phải mời Nguyên Thủy Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn đến để phong thần cho họ, giao cho họ quản lý việc sinh nở của nhân gian. Vì thế trong dân gian họ thường được gọi là Tống Tử Nương Nương và được rất nhiều người kính tín. Từ thời dân quốc, tại Tam Tiêu Động đã xảy ra một vụ thảm án, khiến nơi này bị phong tỏa và không ai dám đến gần. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1929, lúc đó Nga Mi Sơn vẫn còn là một vùng núi hoang sơ. Hòa thượng nhãn không đến Nga Mi Sơn và rất hài lòng với môi trường yên tĩnh nơi đây. Vì vậy, ông đã quyết định mở một hang động để xây dựng chùa chiền và tượng thần. Dân làng dưới núi biết tin liền nhiệt tình giúp đỡ xây dựng. Chùa chiền được hoàn thành một cách thuận lợi. Để chúc mừng Nhãn Không đại sư nhận chức trụ trì của Tam Tiêu động, người dân địa phương đã quyên góp một số tiền để đúc một chiếc chuông lớn mang đến chúc mừng. Họ còn mời một đoàn hát đến diễn thêm phần náo nhiệt. Hôm đó có khoảng hơn 100 người lên núi, cả nam lẫn nữ. Sau khi đặt chiếc chuông vào vị trí thích hợp, họ cùng nhau cầu nguyện trước Tam Tiêu Nương Nương. Nhãn Không đại sư cũng rất cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người, chuẩn bị bữa cơm chay để mời khách hành hương. Sau khi ăn xong trời đã xế chiều, đi xuống núi trong đêm rất bất tiện, nên Nhãn Không đại sư mời mọi người ở lại qua đêm trên núi. Mọi người nhanh chóng đồng ý và quây quần trong động vui chơi. Trong số các tín đồ có người biết hát mọi người lên cùng nhau đánh trống gõ chiêng và hát hò. Có người còn nhảy múa quanh lửa trại. Đèn cây và lửa trại tỏa sáng lấp lánh. Không ai biết rằng điều kinh hoàng sắp xảy ra. Năm 1929, một thảm án bất ngờ xảy ra tại Tam Tiêu Động ở Nga Mi Sơn. 76 tín đồ thiệt mạng, khuôn mặt biến dạng kỳ quái. Nhìn thấy bầu không khí vui vẻ, có người đề nghị. Chúng ta đến Tam Tiêu Động cầu nguyện Tam Tiêu Nương Nương Tại sao không hát vở Tam Tiêu Đại Bản Hoàng Hà Trấn nhỉ? Lời đề nghị này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của mọi người. Nhãn Không Đại Sư vội lên ngăn cản, nói rằng đây là nơi linh thiêng của Phật, nếu làm ồn sẽ khiến Tam Tiêu Nương Nương tức giận và trừng phạt. Nhưng trước khi Nhãn Không Đại Sư kịp nói xong, vở kịch đã bắt đầu. Khi vở kịch mới diễn được một lúc, khói đen bắt đầu tỏa ra từ sâu trong động. Một người lớn gan liền tiến lại gần để xem. Nhưng vừa thấy gì đó đã vội hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng không kịp, một tiếng nổ lớn vang lên, lửa trại bị dập tắt, xung quanh chìm trong bóng tối. Một con rồng lửa từ sâu trong động lao ra, cuốn lấy tất cả mọi người. May mắn có vài người đang đi vệ sinh bên ngoài tránh được thảm họa. Khi trở lại, họ thấy những người gần cửa động còn sống, nhưng những người bên trong đều đã tử vong hết. Sau khi kiểm đếm, có tổng cộng 76 người thiệt mạng côn mặt họ biến dạng kỳ lạ, nhẫn không đại sư được phát hiện đang quỳ trước tượng tam tiêu nương nương. Điều kỳ lạ là cơ thể họ không có dấu vết bị cháy, nhưng những người sống sót khẳng định rằng đã thấy lửa. Điều này khiến vụ việc càng thêm kỳ quái. Vì số người tử vong quá nhiều, cơ quan chức năng đã nhanh chóng cử người đến điều tra, nhưng dù cố gắng thế nào họ cũng không tìm ra manh mối gì. Không ai giải thích được lửa ra từ đâu. Cuối cùng các nhà điều tra phải đến cửu lao động tìm kiếm sự giúp đỡ của Hòa Thượng Viên Hy. Viên Hy Đại Sư chỉ nói rằng đây là báo ứng nhân quả. Những tín đồ không thành tâm lại hát hò trong động Phật, chỉ vào tam tiêu nương nương nên mới gây ra thảm kịch này. Vở kịch Tam Tiêu Đại Bản Hoàng Hà Trấn miêu tả Tam Tiêu Nương Nương là những kẻ độc ác. Nếu Tam Tiêu Nương Nương nghe thấy, tất nhiên sẽ nổi giận. Điều này giải thích tại sao lại xảy ra thảm kịch nhưng liệu việc thần linh hiện diện có thật sự tồn tại hay không sau thảm án ở tam tiêu động nhiều câu chuyện kỳ lạ lại tiếp tục xuất hiện để tránh tạp kịch tái diễn quan chức địa phương đã nhanh chóng phong tỏa tam tiêu động và cấm người dân tiếp cận nơi này ngôi đền thờ tam tiêu nương nương cũng bị tháo rỡ với nhiều tin đồn lan truyền giáo sư phạm từ đại học hoa tây quyết định đến điều tra ông tin rằng thần linh là điều phi lý khoa học sẽ giải thích được mọi chuyện sau nửa tháng khảo sát, giáo sư Phạm đã đưa ra một giả thuyết khoa học. Ông cho rằng có thể do quá đông người trong động dẫn đến thiếu không khí. Khi đất lửa chạy và động kín, khí cháy sinh ra làm giảm oxy, tăng CO2, gây ra tình trạng ngạt thở và xuất hiện lửa. Giả thuyết này được chính quyền chấp nhận. Tuy nhiên vào năm 1998, Di Duệ Long, người được mệnh danh là người bay số 1 Trung Quốc, đến Nga Mi Sơn để điều tra và bác bỏ giả thuyết của giáo sư Phạm. Di Duệ Long tìm gặp các nhân chứng sống sót và dùng thiết bị hiện đại để đo đạc không khí trong tam tiêu động, phát hiện không khí trong động tốt, không có khí độc như CO2 hay CH4. Di Duệ Long suy đoán rằng có thể do đốt lửa chạy và nến trong động kín làm giảm oxy và tăng CO dẫn đến ngạt thở, nhưng vẫn không thể giải thích được rằng con rồng lửa từ đâu mà ra. Liệu có phải những người sống sót đã bịa chuyện hay không? Hay tam tiêu nương nương hiện linh trừng phạt thật sự những điều này vẫn là bí ẩn chưa được giải đáp với sự phát triển của khoa học hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có câu trả lời các bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện này hãy để lại bình luận phía bên dưới hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo